Rồi chào cả nhà nhé. Hôm nay thì là một ngày đầu tiên Kiên có mặt ở Đà Lạt. Thì buổi sáng thì Kiên sẽ đưa cả nhà đi thưởng thức món bún bò, phở bò nhé. Thì hiện tại Kiên đang có mặt ở trên con đường là đường đường này là đường gì để Kiên xem nhá. Ok. Ok, để xin xem đường này đường gì, trên này nó cũng không có viết chữ ta. Ok, đường này. Rồi cả nhà ơi, đây là đường Hồ Tùng Mậu nhé. Hồ Tùng Mậu ở đây có một cái quán bún bò, nó nằm ở đây. Bún bò đây thì nó là có bún bò đây này. Đây quý vị, bún bò phở, phở tái này, nạm gầu này, bún bò thì bún bò chả Hà Nội, bún bò Huế, biếu. Đây, rất là nhiều món. Rồi chúng ta sẽ cùng vào bên trong xem người ta làm bún bò ở đây, cũng như là thưởng thức bún bò như thế này. Ngồi không? À đây. Đây là nhà hấp dẫn. Bạn mới vào là đây này. Đây cô đang. Cái bạn mới vào là đây. Cái bạn mới vào là kia. Đúng không? Bao nhiêu tô hả thầy? Đây, đây. Cô làm cô ba nhỏ chứ. Hai nhỏ chứ cái này bốn lớn. Hai tô bốn nhỏ. Không, hai cỡ luôn. Hai cỡ nhỏ. Hai tô bốn bò bạc thái này nè. Rồi, hai tô. Quán mình bán lâu chưa nhỉ? À, cái này bà bán mười mấy năm rồi. Quán của hồ má bán được mười mấy năm rồi nha cả nhà. À, bán là cho quán năm nay má 71. Năm nay má 71 vậy nha. Má rất là khỏe. Rồi, bà bây giờ không thì nằm đổ cho má bệnh. Đúng rồi, phải làm mới. Má phải bỏ hành đi má. Không bỏ hành phải không? Hai đứa nhỏ bỏ hành. Rồi làm bún tô lớn. Con gà nhanh nhất giùm con má cho nó nhanh. Đây. Má bán thì mấy giờ má? À, má bán chút xíu thôi con. À, chút xíu hả? À, có 2 tiếng đồng hồ. À, 2 tiếng là hết rồi hả? Hết. À, không còn. Từ 6 giờ mà đến 8 giờ hết. Rồi chúng ta sẽ xem cái nồi bún bò của má này, má nấu rất là nhìn rất là hấp dẫn nha cả nhà. Của con thì một nhỏ bún phở này với lại con kêu gì kêu một phát một. Dạ. Kêu má. Rồi đây bún tô bún lớn này. Đúng không? Cái này cái gì? Con đi chung với nhau hả? Không, con đi chung trong kia, con dùng bàn kia. Đấy, bàn lớn lớn. Dạ. Rồi rồi. Dạ con bún nha. Ba bún bò. Bà dễ thương quá. Tô lớn. Rồi, một tô lớn. Rồi, có tô lớn rồi. Còn ba chứ. Ba tô bún bò lớn. Đúng chưa? Ớt, nhìn tĩnh. Con bún phở lớn nè. Con kêu phở mà. Dạ, hình cũng lỡ được. Thôi rồi, con chờ má chút. Đây xem má làm bún bò nha cả nhà. Con gái vô bút chừng má. Chồng mới nhanh. Chuyện đấu chừng nhanh. Tự xử luôn má nhỉ. Tự phục vụ luôn vậy mới hay. Cho vậy nó múa hay. Dạ. Dạ. Cho thoải mái luôn. Đúng rồi. Múc gì đó như múc gì. Không phải ầm ĩ. Đúng không? Dạ. Rồi, đây con. Rồi đó. Tuyệt vời quá, má tuyệt vời quá. Con mừng đi trong mưa này hả? Đổ một bụng nhỏ. Đây, cái cơ tô nước dùm như thế này. Cái nước bò. Đây. Bây giờ con được con bún bò nữa hả em? Dạ. Lớn cho nhỏ. Bụng nhỏ. Đây có một mình má hay là cũng hơi lâu nhá, nên là cả nhà đến thì có gì phụ má xíu. Đó, đây thì Kiên sẽ phụ má. Ba lớn hả? Rồi, ba lớn cho ba tô lớn nữa xong đi cái đây. Quá ông này quá trời. Đó, đói bụng quá, đói bụng quá. Chờ xíu, chờ xíu không sao. Má cứ làm từ từ đi nhé. Bún đi con. Hả? Em múc đi. Em ra múc phụ má đi. Một nhỏ, một nhỏ. Rồi, xong cho con múc phở lớn.
chờ xíu, chờ xíu lấy bút rồi đem lại. Có mình má lâu quá. Dạ. Đây xem thầy bánh phở. Đây có một mình má này hay lâu nên là có gì ai ăn thì múc phụ má nha cả nhà. Đây còn nồi nước gừng nữa. Cái này là phở này, đây là nước phở. Năm muối bò. Năm muốn bò hay chị? Năm muốn bò. Đây ngồi ở bên ngoài này quý vị. Khách đông quá luôn, không có chỗ ngồi luôn. Đông quá không có chỗ ngồi nha cả nhà. Đây mà đi đâu? Để coi. Phải đi mới biết chứ, 29 địa điểm, ngày nay đi 10 địa điểm đi. Về mà. Nó chưa thứ ba mới về mà. Cung văn hóa cái gì? Trung ương rồi. Đây cả nhà lên Đà Lạt thì có món rau rất là ngon nhá. Rau đây thì đây có rau xà lách này. Rau Đà Lạt thì rau là tuyệt vời này. Ăn rất là giòn. Rau tươi. Rồi. Ở này. Mẹ nó chưa chịu thua. Con tô này nó hút tô bún hả? Năm năm tô bún má. Năm năm muốn bò. Má làm phở xong bên kia đi rồi làm muốn bò. Con này. Dạ. Đúng rồi. Mình là có thêm tô bún nữa. Đây là bên này. Của con muốn tô bún. À thay con bên này hả? Dạ. Tự biên tự diễn thì còn đẹp. Nói chưa? Là mình có một tô bún. Mình mà làm nên là cũng hơi lâu xíu nhưng mà chịu khó chờ nha cả nhà. Đây đây. Con tôi bún mặn, bún con nhiều bún hả? Phở phở bún con đâu? Đây. Con gái cho anh dùng mặn. Đúng không? Mặn đâu? Lại bò. Bò đi bún cái nhà bò hả? Đây có mấy chị hiểu à, phụ má này. Bút luôn nhanh nhanh. Rồi chúc má thật là nhiều sức khỏe. Đủ rồi hả? Dạ. Bây giờ không thắc mắc nữa nha. Bây giờ má làm cái khác này chứ cầm ra đem rau cho con ăn chứ có rau. À, rồi rồi con chờ chút xíu đi. Rồi bàn này nó chưa là xong hết rồi đó. Bây giờ tới việc bàn trong này. Rồi. Năm bún bò. Dạ. Con chấm cái gì ha? Bảy lên ba 201. Năm bún bò. Mất năm tô bún bò. Đông khách quá quá nhờ. Dạ. Rồi đó cũng mày đưa bà lên tivi thời sự muốn đưa đi bà dễ thương quá. Dạ. Dạ. Yeah.
Rồi cả nhà có dịp hãy ghé Vi ơi, cái này là quán của bà, là quán số 4 Hồ Tùng Mậu nhé. Quán cóc bà già hả? Ồ, quán cóc bà già Trung. Quán cóc bà già Trung, số 4 Hồ Tùng Mậu. Đấy. Cả nhà nhớ là quán cóc bà già. Quán cóc bà già. Dạ, và cụ rất là dễ thương. Con chúc cụ thật nhiều sức khỏe nhé. Cảm ơn con. Đây, cụ đang làm bún bò đây. Rồi, bây giờ con có vô ăn không đây hay là lo mình chấm đây? Vô ăn luôn má. Rồi. Chúng ta sẽ vào thưởng thức bún bò nha cả nhà. Đây cả nhà. Rồi, uống lại đi. Ngon quá. Rồi, được không? Rồi, thêm một tô nữa là dứt điểm. Rồi, chị múc vào nhé. Đi ăn phở, ăn bún bò là tự phục vụ luôn à. Ừ, tự múc, tự múc. Tự phục vụ luôn. Bà dễ chịu lắm. Dạ. Rồi, hấp dẫn lắm. Mấy tô rồi? 4 tô rồi, tô nữa. Năm 16 năm rồi. Năm nay 74. Wow. Rồi. Rồi bán đó. Xong rồi. Rồi xong rồi. Wow, hấp dẫn quá. Bây giờ mấy cô gái trong này từ lâu quá nó còn mấy chị về là ăn gân hay ăn bắp ăn gì đây má chị là mọi chị ăn rồi mời cả nhà.